Tao bảo rồi xe cao không nghe. Liều quá. Ui,
Này có mặt nạ. Nó đã cả túi rồi. Mình nhìn được mấy. Ơ sao mình rốt nhỉ? Rốt hết ra đây cho mình nhanh mà. Thì chỉ bảo lâu liền. Mày làm gì đấy? Ấy, tao bảo mày đi ra ấy, mày mà. Ấy, mày làm gì đấy? Dạ. Tao hỏng hết đó, tao mày rửa. Nát rồi này. Hả? Nát rồi. Nát cứ tao bảo mày đi ra cơ mà, mày làm cái gì đấy? Thì em bảo em đi ra cho nát. Thì nát bẩn thế này, bây giờ ăn cái gì? Ừ. Cái mờ ấy. Bây giờ mày cái gì mà nó? Cho tao đấy. Em đi ra cơ mày bảo đây. Ra làm gì rồi? Bảo đi ra để ướp ếch để nấu siêu cay thế này có mà siêu cái gì hả? Mày bị dồ à? Đánh nút. Tao mới hạnh mày dồ, tao chịu mày rồi. Thôi đi mà dọn chỗ này đi. Anh đi mà dọn, ăn nó mày em dã mày chịu. Mày mày tự dưng mày dồ mày dã ra này làm gì? Bây giờ bẩn thế này mày ăn được không? Cái gì dã? Nổi tay vừa nổi tay vừa cay mắt. Rồi ạ, tôi nhả. Ai bảo anh không xong cái máy xay xay ớt làm gì? Kiểm tra bấm. Alo. Sốt nhà đang bận. Ngọt thế nhỉ? Đã nhặt lấy mấy quả đi và nó ui trời cay quá. Hàng lắm. Tôi nhặt lấy mấy quả của ăn tặng. Tôi mới nhận được. Chá con quả nó sạch thế đấy. Chú nó gọi nhỉ? Thế nhỉ? Đây. Alo. Phải. Tắm ao đang dã ướt. Ừ. Anh không có phai của em. Thôi, mày đi mà dọn đi. Tao đi đi đấy. Ừ, thôi nhé. Được đấy. Nó bắt người ta dã thì còn bắt người ta dã. Lười. Đã nhát thì dính ngồi rồi. Dính rửa rửa đi, sạch sẽ ra. Ăn được. Mày ăn ấy, chó. Ếch tao bay. Nó làm gì á? Nướng. Nướng hay đấy. Hay vậy. Thấy chưa? Chưa. Nhìn nó cơ bắp nhỉ. Nhìn ếch cơ bắp vãi. Bằng bằng. Đi xỏ con kia vào nướng nó đi. Anh nướng hai con. Anh ăn hai con, mày ăn một con. Anh nướng đi. Em câu ăn. Rồi. Em câu. Ăn hai thịt cho mày ăn. Đấy, con làm mất ớt. Đấy. Anh mà anh làm kiểu gì giống kẹp ấy. Sợi phê hôm nay. Đó lợm ấy. Hôm nay nướng ngon cho mày ăn nhá. Ngon á. Siêu ngon. Nướng á. Ấy, còn con kia. Mày ăn da, anh ăn thịt cho. Không. Còn da cho. Thì em cầm thôi. Ờ, thế này. Anh cảm ơn. Đây gọi là ếch đàn gánh. Ếch quang gánh. Anh ơi. Hả? Bên dưới chín rồi nào vậy? Ôi. Mà anh làm thế này thì tí nữa thì mà cháy hết ở bên dưới bên chân bị chín à? Thế mới gọi là ếch bánh. Ngu đấy. Thế mới gọi là bay. Nhìn nhìn này. Cho nó bay phát nhé. Bay khỉ ấy. Ôi, làm nào bây giờ? Lật quay lại đi, buộc lại đi. À đây. Rốt.
bỏng quá. Đấy, mày thấy chưa? Nó phải gọi là thế nó mới chín đều. Đấy. Mà thấy anh thông minh không? Em mà không bảo à, thì chả cháy rồi. Mày thấy anh thông minh không? Ngu, mày ngu ấy. Đây là em bảo ấy. Đây, của mày, đến phần của mày thế này, con ếch của tao ăn đấy. Ếch em câu được cơ mà, cho anh ăn ra là tốt lắm rồi. Ôi, câu được ai thịt cho mày ăn? Thịt phải thịt mới cho ăn ra chứ. Ếch, quay, bởi vì thì tao câu một yến đâu. Mày, câu, tại mày về sớm ấy chả thế. Câu chả được con nào. Đòi tại em câu được. Lại còn được cả một con cá chứ. Được cá, cá đâu? Rơi xuống rồi. Rơi xuống rồi thế gọi là được à? Chẳng qua nó không mắc mới thôi. Mấy không các bạn? Hôm nay mình có món ngon ăn. Tinh điểm. Hy vọng là nó không đuổi nữa. Ờ, hôm nay mà bị Tào Tháo đuổi nữa đi. Em dám giờ em làm cùng anh nữa. Tao câu này quen lắm rồi. Làm ẩm thực gì tan bị Tào Tháo đuổi nữa. Mỗi một lần. Mỗi một lần em bị suốt. Mỗi một lần. Lòng Tào Tháo thôi. Đó là ếch, ếch bay hả? Ếch này hả? Ếch bay. Ếch gì? Ếch này là ếch gì? Là gì? Nó chịu nghe em bảo. Chịu nữa hẹn. Chắc lắm. Bạch đồng khác biệt. Chắc mình. Bạch đồng. Nhìn như đùi gà chọi ấy. Như là chó. Ngon hơn. Ngon hơn là thịt thì tại đấy. Ngon nhỉ. Chưa chả ngon. Mày chín thấy ẩm thực của... Ôi chín rồi. Lấy. Tôi. Đi em chả cho. Ẩm thực hôm nay cực ngon rồi nhé. Đây, mà mày ăn ra đi. Đây cho mày một con. Không. Anh ăn hai con. Em ăn hai con đấy em. Em câu được cơ mà. Mày cho anh ra ăn hết con này cứ không. Ăn hết con này đi. Không. Để lấy củ ăn. Mời cả nhà nhé. Mời cả nhà nhé. Ngon lắm. Anh gỡ vào cái này cho em này. Dưới dưới mừng ạ. Mời các bạn nhé. Ui, ngon rồi. Ếch đồng. Ếch đồng dài vậy. Ngon. Ngon lắm các bạn. Ui. Còn mỗi quả, ba quả ớt không cay lắm. Nè, xoay vào đây nè. Lấy nhìn con, xanh chắc như nào. Đúng không? Xé cái đùi cho vào mồm. Không, hôm nay không chê nữa. Ếch của em câu rồi ạ. Thằng nào ướp vào nướng nào thì quan trọng là phải có ếch. Quan trọng là cái thằng nấu. Ui. Ngon này. Ngọt này. Ngon quá. Gà không chín chưa? Thôi rồi. Đồ ngọt vừa dai. Thơm. Thơm điếc mũi. Được, siêu ngon. Ngon chưa ngon? Ngon. Thì thật ngon. Anh hả? Dạ. Cắn vào kia. Chép, ghê thằng bác. Ồ, ăn cam lộn cả con này. Lộn được cả con là tao cắn cái chân ra. Ăn cam chưa nhé. Tham, tham khứt đấy. Tham. Bố mày mới là thằng ăn tham nhất đấy. Ăn. Ừ. Ha, bông. Xương giòn. Cứng. Ngọt lên. Này. Giòn. Ngon mà. Không biết bọn ếch này mà có ăn cứt không nhỉ?
câu bằng run đấy. Ấy ăn run này ăn cứt. Chúng mày thấy mày câu mồi bằng cái gì? Run. Thế à? Anh rửa mồm rồi chưa? Chưa. Ta chỉ rửa đít. Mồm là ăn run đấy. Ta chỉ rửa đít nó thôi. Bẩn. Ngọt, nó vẫn ngon. Thôi, mình còn lon bia nữa thì ngon. Đây còn lon coca đấy, tuyệt vời. Ngọt quá. Đây lưỡi. Các bạn đã chuẩn bị cho mình một cái chậu chưa? Hứng nước ngọt. Rất ngọt. Này, cho mình cái đầu này. Đấy, ăn đi đầu ngon cực. Hả? Đấy, đầu ngon cực này, nhìn này. Thấy chưa? Cho ăn cái đầu giòn. Anh miếng siêu ngon. Đang định làm siêu cay thì thằng giặc này nó phá hết ớt. À, anh cứ nghe bảo em đầy ốc rồi gì? Ớt rồi gì? Dạ ớt rồi gì? Mày không biết lấy chảy cuối ra giã à? Mỏi chứ. Mỏi. Nên cái lằn nát rồi bỏ phí. Mà bốc vào cho mày ăn nhá. Nhanh nhanh thế. Mày ăn, để mày ăn hết ra cả ra cái đầu ra chân rồi. Rồi lại mỗi ăn cái xương à. Ra đây. Anh ăn hết bắp thịt của em. Đây, con da của mày nè. Ôi cháy mẹ nó. Chả được à. Con da ngon. Nhìn chín chín. Ăn thịt nữa à. Đã chín chín rồi. Ngọt lắm các bạn. Ngọt hết luôn. Dài nữa. Ngon à, cách đồng. Mày thấy trình độ ẩm thực của em nhìn ngày càng tăng cao. Ếch đấy làm gì phải ếch đồng. Ếch bèo. Bèo chứ không phải gần đồng đấy à. Gần đôi mã phải là gần đồng. Đồng với đôi mã nó chả dưới à? Ở đấy là ếch đôi mã. Ừ, đôi mã. Thằng nào béo thế? Mời, tối bát ếch của các cụ mà. Tối cụ phải bóp phủ cái chàng. Của anh. Mày câu được cơ mà. Anh rủ. Ừ, anh rủ, anh chả liên quan, anh chỉ ăn ếch. Anh có bắt được con nào? Em chỉ câu, em không mổ. Anh chắc chinh. Mời. Ngon quá. Anh quay phim rớt hết cả dãi rồi. Phim mất một con rồi còn đâu. Thò cái lưỡi vào. Đã cái miếng thịt dừa. Mày lại học đầu như piu à? Học piu. Ngon quá. Mà hết nhanh quá. Clip ếch siêu cay kết thúc đây này. À mà có chưa. Ếch siêu ngon. Có chưa cay đâu. Thôi anh em chúng tôi kết thúc clip ở đây đây. Nếu mà các bạn thấy cảm thấy hay thì nhớ like và chia sẻ nha. Comment những ý tưởng bên dưới nha. Anh em bây giờ đang chán biết làm gì cả. Subscribe ấn chuông bên cạnh. Thỉnh thoảng có cái ý tưởng mới dị tí. Nhớ góp ý với anh em Tam Bao nha. Bye bye cả nhà nhé. Thôi đây. Ấy dọn cho chó. Bốc lên cho chó. Phát này thì chó ăn là cái chắc rồi. Mọi người đã xem hết video của anh em mình. Như mọi người đã biết thì thời gian gần đây anh em mình có kinh doanh một sản phẩm, đó là bột trà xanh Matcha Tam Bao TV. Thì trước đó một năm thì anh em mình có sử dụng bột trà xanh thì và có thấy hiệu quả tốt và có giới thiệu cho bạn bè anh em cùng sử dụng sản phẩm thì đã nhận được những cái phản hồi rất là tích cực của mọi người. Thế nên là anh em mình đã quyết định là kết hợp với đây, anh em mình đã quyết định kết hợp với công ty trà Việt Anh T
tinh hoa trà Việt để cho ra lò sản phẩm bột trà xanh matcha Tamao TV. Đây, mọi người nhìn rõ chưa? À, sản phẩm của anh em mình là 100% từ thiên nhiên nha mọi người nhá, không chất bảo quản. Thế nên là mọi người yên tâm sử dụng cho mọi loại da như anh em mình. À, đây như Mao Đệ hay thường hay đắp mặt bằng bột trà xanh của anh em mình thì cực kỳ mịn nhá, da nó sẽ mịn màng sáng bóng. À, bột trà xanh của anh em mình thì thích hợp với mọi loại da, da bị mụn, da dầu, da khô và những có những cái xuất hiện những cái nếp nhăn ở tuổi 30 thì nhớ liên hệ anh em mình để sở hữu cho mình một bộ sản phẩm bột trà xanh matcha Tama TV nhé mọi người nhé. Cam kết với mọi người sử dụng trong vòng nửa tháng là sẽ làn da của mình sẽ cải thiện rõ rệt. Luôn. Những ai mà da sạm, da gọi là không được ưng ý thì sử dụng đắp mặt nạ bột trà xanh của anh em mình thì sau trong vòng nửa tháng da nó sẽ cải thiện rõ rệt, căng bóng, mịn màng hơn. Và đó là về phần làm đẹp. Các bạn dùng có thể đắp mặt cùng với sữa chua này, sữa tươi không đường này, có thể dùng với lại cả mật ong này, sẽ kết hợp với những cái đồ từ thiên nhiên đấy ấy, thì nó sẽ làn da của mình sẽ cực kỳ ok luôn, da đường tán gái mút đi. Mà làm bánh với cả làm chạm uống trà đá các kiểu được. Các bạn nữ đi với người yêu thì có một làn da như vậy thì quá là ok. Đấy, đó là cái công dụng làm đẹp của bột trà xanh matcha Tama TV, 100% từ thiên nhiên nhé mọi người nhé, không chất bảo quản luôn. Và cái thứ hai nữa là đó là công dụng tiếp theo là có thể cho đá với đường uống khoái lắm, mình cho làm thế. Đấy. Ngon lắm. Bột trà xanh như anh em mình đã pha khoảng tầm 2 thìa cà phê với đến tầm nước vừa đủ nhá. Là mình không cho đường, mình dùng để có tác dụng là giữ được dáng eo thon, giảm béo nha mọi người nhá. Khi anh em mình ăn rất là nhiều như thế mà mọi người bảo tại sao lại không bị béo lên, đó là anh em mình nhờ bộ sản phẩm của anh em mình đấy nhá. Cho mọi người xem lại một lần nữa. Đó. Rồi, ok. Mọi người nếu muốn sở hữu cho mình một sản phẩm bột trà xanh matcha Tama TV thì nhớ liên hệ anh em mình qua Zalo số điện thoại 0585898688 hoặc 0585898688 0585898688. Mình có để ở dưới mô tả nhé. Và hoặc là các bạn có thể inbox trực tiếp vào fanpage Tama TV, page Tama TV Tích Xanh nhé mọi người nhé. Mình để hình ở trên màn hình và ở dưới mô tả nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của anh em mình nhé. Nhớ đăng ký kênh, ủng hộ anh em mình, like, chia sẻ nhé. Chào tất cả mọi người, chia sẻ video này để đến tất với các bạn là bị gọi là làn một có chưa có một làn da ưng ý thì nhớ chia sẻ cho mọi người nhá. Chào tất cả mọi người.